má đưa đi ba lô ra đi. Anh đừng có cười. Tức là diễn làm diễn viên khóc thì có mẹ. Đúng không? Làm sao phải diễn sụp được. Làm kia của anh không bị đen. Không bắn kia của anh. Anh biết không? Đi vào được trung tâm ấy nha. Bao lần chưa? Thôi going down. Đi lại đi, đi lại đi. Em quên, em quên. Nó sẽ kêu tiền nó lên bây giờ. Ok rồi, 1, 2, 3 nha. Thôi, thôi. Đi vô nha. Rồi, vô Bích. Nó chưa đóng sao vô. Mày đừng chia mày hết kìa. Chạy vô. Nói gì bây giờ? Em phải qua bữa này đúng không? Ồ. Mà anh nhớ tin nhà. Em thư với ấy đứng sát với Bích đi. Anh nhớ anh gặp em bữa ở cầu thang đi xuống nè, đúng không? Chứ nó có mặt gì á. Ủa, anh như thế gì không? Em như thế rồi. Không gì chứ em không? Ủa, em hôm bữa đó anh xấu bắt cỡ không? Rồi lắp đi nha. Mua lắp tới chung nha, từ từ cho nó cỡ nè. Từ từ nè. Chơi tay. Rồi biết đó. Còn mấy cạnh đẹp hơn thì phải cua hơn. Rồi Bích giới thiệu đi. Bích giới thiệu đây là nó bắt đầu diễn cái gì? Ở trường thì là action cái bạn. Action này. Ok, ready. Chưa chưa? Một sai. Chưa chưa? Một sai. Chưa chưa? Một sai.